thuyết phục hứa hẹn với các nạn nhân về diễn cảnh cuộc sống giàu sang. Họ sẽ nhận được số tiền hồi môn từ 80 đến 100 triệu đồng, nếu đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng. Sau khi sang Trung Quốc, nhiều nạn nhân mới biết mình bị nhóm đối tượng này lừa, nên trốn về Việt Nam hoặc nhờ người nhà trình báo tố giác tội phạm, đề nghị giải cứu. Kết quả điều tra ban đầu, vậy Tuyết Mai là người gốc hòa và có chồng người Trung Quốc, nên thường xuyên qua lại giữa Việt Nam Trung Quốc. Cuối năm 2022, Mai gặp một người phụ nữ Việt Nam sống tại Trung Quốc và được người này cho biết nếu Mai tìm được phụ nữ Việt Nam bán cho người Trung Quốc dưới danh nghĩa môi giới hôn nhân thì mỗi trường hợp thành công được trả công 20 triệu đồng. Đối tượng Mai nhận lời, sau đó thống nhất với Nguyễn Thị Nho, Trần Quang Phát tìm cách thuyết phục, hứa hẹn với các nạn nhân về phiển cảnh cuộc sống giàu sang. Họ sẽ nhận được số tiền hồi môn từ 80 đến 100 triệu đồng nếu đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng. Khi sang đến Trung Quốc, các nạn nhân bị giam lỏng, kiểm soát, thu hết hộ chiếu, điện thoại, bị yêu cầu phải sinh con theo chỉ định của nhóm đối tượng này. Nếu nạn nhân không đồng ý, sẽ bị yêu cầu phải đền bù toàn bộ số tiền mà khách Trung Quốc chi trả cho các đối tượng. Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 5 2023 đến nay, Vậy Tuyết Mai cùng đồng bọn đã lừa gạt tuyển chọn và chuyển giao 36 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để nhận tiền. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra công an tỉnh đắk nông đề nghị nạn nhân hoặc gia đình có người thân bị lừa bán sang trung quốc đến cơ quan công an trình báo cung cấp thông tin tài liệu để lực lượng chức năng củng cố hồ sơ phối hợp cơ quan chức năng nước bạn kịp thời giải cứu các nạn nhân về việt nam